se sta nella rete. No, 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 super sinon? No, 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 no. Cannella. No. Hola. Hola, bravo. Già è dove? Ah, è dove? No, no, no. Fino un altro. That's all. Chi ma vuoi di no, chi di no? Moscari. Xin chào mọi người, mình đang ở một cái tiệm bán bugasa, là cái món rất là nổi tiếng ở Thessaloniki. Thì mình kêu gọi 4 phần. Ở đây nó có các loại như là bugasa với lại kiểu như là kem bánh trứng vậy. Một cái là rau chiên vịt, một cái với phô mai. Còn đây với là thịt băm. Đây là thịt bò băm. Ở đây thì tiệm này rất là nổi tiếng ở Thessaloniki. Đứng phải xếp hàng khoảng 15 phút mới mua được đó. Bây giờ mình đang thử trước cái kem trước. Cái này thì người ta rắc một ít đường dạng bột á, với lại một tí quế ít. Nó ngọt, dịu dịu, chứ không có quá gắt. Nếu mà có ăn đường nữa thì nó sẽ ngọt nhiều. Bạn nào không ăn ngọt nhiều quá thì đừng, nói người ta đừng bỏ đường. Còn ở đây là phô mai. Đây. Phô mai thì nó có bị hơi mặn mặn, thích hợp cho bạn nào không thích ăn ngọt. Gà bánh giòn ngon. Bốn phần này mình mua có khoảng hình như là 10 ơ thôi à, chưa tới 10 ơ. Đây là rau chiên vịt. Đây là thịt băm. Thịt băm này người ta băm với lại có hành nữa, củ hành nữa. Ngon. Nói chung là cái này 10 điểm, cái này 10 điểm, cái này 99. Đó là với khẩu vị của mình nha, của mấy bạn mình không biết. Này mình, cái nào thì chất lượng như nhau thôi, nhưng mà ý là do cái khẩu vị mình đánh giá vậy thôi. Ok, cảm ơn mọi người đã xem video. Mọi người nhớ thử món này ở Thessaloniki nha. Tên là Bugasa. Đây là quán mình đang ăn.
xin giới thiệu cho mọi người, đây là khu chợ Modiano, là nơi mua bán và cũng là cái khu mua bán ăn uống của người dân ở trung tâm Thessaloniki. Nó giống như là cái trung tâm thương mại vậy. Nhưng mà khu chợ này đầu tiên được mở vào năm 1000, cái này thì người ta mới xây dựng lại, mới trùng tu lại. Ở đây thì có rất nhiều shop bán đồ ăn, nước uống. Đang vào dịp Noel nên người ta trang trí rất là đẹp. Đây là gọi là khu chợ Modiano. Khu chợ này thì nằm ngay trung tâm thành phố nên mọi người rất dễ tìm. Đây là nhà thờ thánh Isio Dimitrios, là vị thánh bảo trợ cho thành phố Thessaloniki. Nhà thờ này được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Xin chào mọi người, hiện tại thì tụi mình đang ở trong một cái quán ăn rất là nổi tiếng ở Thessaloniki. Quán ăn với tên rất là Hy Lạp. Mình có order 3 món, bò, steak bò, một cái là biên nướng, một cái là salad Thessaloniki, một ly rượu vang đỏ để ăn với thịt bò. Đây là cái phần gọi là salad chiên của quán đãi. Còn đây là bánh mì gọi là Kuluri, rất là nổi tiếng ở Hy Lạp và là Thessaloniki luôn. Salad thì có thịt nguội, cũng có bánh mì trên đây là rất là béo, rất là ngon. Có cả cam nữa. Đây. Còn đây là thịt steak của mình với khoai tây nướng, sốt, sốt cho con. Ok, để mình cắt thử miếng bò thế nào. Bò thì mình medium thôi, nướng thêm medium thôi. Ngon mềm. Có điều cái dao nó hơi không được bén lắm. Bây giờ mình tới mình thử cái món thịt viên chiên.
thịt rất là thơm, mềm. Thịt này là thịt bò với thịt heo. Ngon. Quán này được đánh giá rất là cao ở trên Google, hơn 40 mấy đánh giá. Salad thì chua chua mà rất là ngon. Thịt rồi, heo ngon, nói chung là rất là ngon. Thêm đi đủ ăn tuyệt vời. Bây giờ thì tụi mình sẽ dùng bữa đi, ăn xong đó thì mình sẽ đi ngồi xem cái bữa ăn này là tốn hết bao nhiêu tiền ha. Không, là một chai sữa bé ấp nè, một ly quen, một miếng đồ thức tết, một cái phần này salad và bánh mì. Ok, bây giờ mình cũng thử sức cái quen của mình đây, xíu nữa mình sẽ cho người biết giá ha. Ok, đây là cái hóa đơn ngày hôm nay của tụi mình, 40 90 cent là khoảng 41. Bữa ăn thì rất là ngon với ba món chính. Thì sau khi kết bữa thúc bữa ăn thì quán sẽ cho thêm một cái hai cái ly. Ly gọi là Masika, làm từ nhựa cây Masika ở đảo Chios. Cái nhựa cây này làm thức uống rất là tốt cho tiêu hóa, sau khi mình ăn xong nên uống một ly này. Đây. Cái này thì nó ngọt ngọt rất là ngon. Rất là ngon. Thứ nhất là đây là cây Masika, rất là nổi tiếng ở Hy Lạp. Ok, mình xin cắt video tại đây nha. Cảm ơn mọi người đã xem video. Nếu mọi người thích video thì nhớ like, share video và nhấn nút đăng ký kênh giúp mình nha. Cảm ơn và chào tạm biệt mọi người.